Em Đức Hải Dương xin chào các bác nhá. Thì mới nhất trong cái ngày hôm nay, Đức Hải Dương lại lên sóng và báo giá review chi tiết về cái mẫu xe Suzuki. Cái mẫu xe Suzuki trước màn hình nhỏ anh chị và các bạn, đây là một cái mẫu xe được sản xuất năm 1997 và nhập Nhật. Động cơ trước này thì máy xăng 0,8 lít. Thì với cái mẫu này là không có niên hạn sử dụng anh em nhé, và được trang bị đến 8 cái ghế ngồi. Thì hiện tại cái mẫu xe này thì em Đức về cũng được hơn một tuần nay rồi. Thì hôm nay em Đức đã dọn rất đẹp rồi, thì em sẽ quay chi tiết về cái mẫu xe Suzuki này. Cái mẫu xe Suzuki này thì nó rất phù hợp cho anh em nào mà chúng ta làm điện nước điều hòa các bác nhé. Anh em nào mà chúng ta mà mua về mà đi chở rau dưa hoặc là bồng bưởi thì đi bán, thì cái mẫu Suzuki này thì đáp ứng là cũng khá là ok. Thứ nhất là nó rất nhỏ gọn luôn. Máy xăng thì cái mẫu này thì nó 0,8 à 1 chấm anh em ạ. Được trang bị động cơ 4 máy 1 chấm luôn. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Suzuki này thì nó đâu đó rơi có khoảng tầm 5 đến 6 lít xăng thôi. Anh chị và các bạn chúng ta muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Thì anh chị và các bạn hoặc là ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Các bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo cho em Đức qua số điện thoại là 0962 567 089. Suzuki 8 chỗ ngồi. Cái mẫu này là không niên hạn sử dụng anh em nhé. Cái mẫu này thì thường thì người ta hay gọi là Sucoc. Sucoc gọi là nó rất là nhỏ. Đấy, cái mẫu này thì trước kia ở trên vùng Lạng Sơn thì rất là nhiều luôn. Thì hiện tại cái mẫu xe Suzuki này đang được em Đức chào bán là giá là 58 triệu anh em nhé. 58 triệu là các bác đã sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe 8 chỗ ngồi không niên hạn. Đấy, xăng thì ăn cực ít luôn, 5 đến 6 lít xăng thôi. Anh em nào làm điện nước điều hòa thì khá là phù hợp. Cái thứ hai là bác nào mà chở coi như là rau dưa hay là quần áo vải vóc thì cái mẫu này thì nó cũng rất hợp lý anh em nhé. Đấy, chúng ta gập ghế lại, chúng ta chở được khá là nhiều đồ luôn. Giá rất hợp lý anh em nhé. Mẫu này là không niên hạn sử dụng, xăng ăn cực ít luôn, 5 đến 6 lít xăng thôi. Mẫu này đời 997 nhưng mà nhập Nhật. Đấy, thì cái phần dọn dẹp thì em Đức đã dọn dẹp rất đẹp rồi. Anh em chị em chúng ta mua và cũng sẵn đổ xăng thôi. Cái mẫu xe Suzuki này thì không có gì đặc biệt lắm anh em nhé. Nó chỉ được cái là thứ nhất là ăn ít xăng. Đấy, 5 đến 6 lít. Cái thứ hai là rất là nhỏ gọn. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Mẫu này thì vào trong phố thì luồn lách thì khá ok luôn. Đấy. Và phần sơn bên ngoài thì còn khá là đẹp anh em nhé. Khá là đẹp. Anh em ta về chạy chút thêm tí nữa. Đây anh em ạ. Đèn đóm này của nó rất là sáng luôn anh em ạ. Đèn rất sáng luôn anh em ạ. Đèn này là của nó đèn kính zin luôn. Đây anh em ạ. Của đèn kính zin anh em nhé. Đấy. Đăng kiểm của em nó đây. Đến tháng 4 năm 2021. Đấy. Lốp láp của em này thì vừa rồi em Đức đã săn một đôi lốp gọi là đốt bãi đấy. Lốp này còn dùng rất ok anh em nhá. Thì vừa rồi em mua là lốp nó khá là lốp của nó không còn cái gì cả anh em ạ. Lốp tròn luôn. Đấy, mà người ta vẫn sử dụng. Thì hiện tại em Đức đã săn được cái đôi lốp đằng trước này cho anh em mà. Đấy.
và hai lốp sau rất đẹp rồi anh em nhé. Đây các bác này, đấy, hôm nọ thì lốp tròn như là chọc như đầu không tóc luôn. Đây còn gầm bệ xì nó đây anh em ạ. Cái mẫu này thì nó rất nành anh em nhé, xăng ăn cực ít luôn đấy, 5-6 lít xăng thôi, đi được 8 người. Mẫu này thì em Đức nói qua cho các bác biết là keo chỉ là lôm rôm anh em nhé. Đây này, keo chỉ nó đây này. Đấy. Chỗ thì còn, chỗ thì mất anh em nhé. Đời 997 anh em này. Đấy, keo chỉ đây. Đấy. Chỗ còn, chỗ mất. Về cái giấy tờ nó đây anh em này. Giấy tờ của em nó đây. Đây, anh em này. Suzuki anh em này. Đấy. À, nước sản xuất 1997 đây, nhập Nhật này anh em nhé. Nhật Bản luôn. Động cơ là có một chấm thôi, không phải 970. Đấy. Và chỗ ngồi thì là 8 chỗ anh em nhé. Đấy. Giấy tờ thì riêng về thủ tục pháp lý thì anh em yên tâm. Mẫu này là mang tên tư nhân. Biển Hưng Yên anh em nhé. Đấy. Về phần nội thất của em này thì cũng khá là gọn gàng. Mỗi ghế lái là hơi kém tí anh em ạ. Đấy. Giá bình dân cho anh em thôi. Mua về coi như là làm điệu nước, điện nước điều hòa. Rất phù hợp cho các bác nhé. Đấy, chở bồng, chở bưởi, chở cam, chở quýt. Ra chợ bán. Quần áo, vải vóc. Cái mẫu này rất hợp lý luôn, rất là bé anh em nhé. Thì cái mẫu này thì em Đức hôm nọ chào bán cho các bác 58 triệu. Thì hôm nay Đức dọn rất đẹp rồi, thì cũng bán cho các bác chỉ 58 triệu thôi. Đấy, giá rất bình dân và hợp lý cho anh em. Mẫu này là không liên hạn sử dụng anh em nhé. Đấy. Máy con này cực ngon luôn. Máy êm đét. Đấy các bạn ơi. Phần trần đây, trần da anh em nhé, trần da. Đấy. Xe thì cũng rất là dài. Đây hai cái bình ắc quy lúc ấy thay xe, thay của hai con xe khác ra vẫn vất đầy. Đấy. Quên vẫn vất đầy luôn. Con này máy gầm ngon anh em nhé. Máy gầm ngon. Đấy, không có điều hòa các bác nhá. Bộ này không điều hòa. Suzuki con cóc này anh em ạ. 58 triệu anh em nhé. Một cái mẫu xe không liên hạn sử dụng. Cái mẫu này nếu mà chạy học sinh thì hơi bé, học sinh thì bé quá. Đấy, mẫu này chạy học sinh thì không được. Vì nó nhỏ, cái mẫu này thì anh em nào đi điện nước điều hòa hoặc là anh chị em nào làm kinh doanh coi như là quần áo vải vóc hoặc là đi chợ búa thì cái mẫu này hợp lý. Rau dưa. Đấy là hợp lý nhất. Toàn bộ ghế sau của nó còn rất là ngon nuột nà luôn anh em ạ. Đấy. Rất sạch rồi. Đẹp cho các bác luôn. Máy em này thì lỗ em đét luôn các bác nhé. Búng cái là lỗ thôi. Xu. Đấy. Lỗ em đét luôn. Đây các bác này. Máy của nó nằm ở đây nhé các bác nhé. Rất đơn giản luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là máy chất luôn anh em nhá, máy chỉnh chất luôn. Đấy. Máy cực ngon. Đây lốp lắp của nó đây các bác ạ. Em Đức đã sẵn cho các bác dàn lốp đẹp rồi. Đấy. Lốp lắp của lọ của nó là nó không còn tí mũi tí sơ luôn. Gọi là nhẵn như coi anh là người ta gọi là như đít bụt đấy. Đấy. Thì hôm nay Đức đã sẵn cho các bác một dàn lốp rồi anh em nhé. Một dàn lốp là cực ngon luôn. Kính cái loại này thì kính quay tay. Kính quay tay anh em nhé. Cái này thì em Đức chỉ bao cho anh em là máy chất. Đấy. Sơn vỏ nội thất đẹp, gầm ngon. Còn điều hòa nó không có đâu anh em nhé. Anh em muốn điều hòa chúng ta bỏ tiền ra 3 triệu 3 đến 5 triệu là sẽ có điều hòa. Với cái mẫu xe Suzuki này mà anh em chúng ta mà muốn xem trực tiếp và lái trải nghiệm thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Hồ Thanh Trân Thành Hải Dương. Các bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo cho em Đức qua số điện thoại là 0962 567089. Thì anh chị và các bạn chúng ta xem video lần đầu thì nhớ cho em một lượt like và nhớ bấm đăng ký kênh. Đấy, tất cả anh chị và các bạn mà đang xem video của em Đức cũng nhớ cho em một lượt like các bác nhé, để em lấy động lực để em săn những cái mẫu xe giá rẻ giá hợp lý bán cho tất cả quý chị và các bạn chúng ta mua về để sử dụng gia đình. Vâng, em Đức xin chào các bác nhé.